nạn chiếm dụng vỉa hè bên bờ Hồ Tây không còn là câu chuyện mới mẻ, nhưng vẫn luôn là nỗi bức xúc trong lòng người dân Hà Nội. Mới đây lại có thêm một vụ việc, côn đồ chiếm vỉa hè làm chỗ bán hàng, chửi bới, đe dọa người dân, thách thức ra mà gọi công an, khiến cho mọi người xôn xao. Buổi tối bên bờ Hồ Tây đang dần trở thành địa điểm kinh doanh cho những quán cóc vỉa hè. Họ bày bán hàng la liệt, họ trải chiếu kính vỉa hè, lối đi lại để làm chỗ ngồi cho khách hàng. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa, họ coi vỉa hè bờ hồ là tài sản riêng của mình. Bất kỳ ai có trót dừng xe trên vỉa hè thì ngay lập tức sẽ bị đuổi đi thẳng thừng. Tuy nhiên, ngay khi có người lên tiếng về việc đây vốn là nơi công cộng và bất kỳ ai cũng có quyền được dừng đỗ, thì một chủ quán này gần như ngay lập tức dở thói côn đồ để đuổi người đi lấy chỗ làm ăn. Mày hỏi cái gì? Đây là chỗ của bố mày. Văn tục chửi bậy, thái độ hung hăng như thể sẵn sàng xông vào hành hung người dân dừng đỗ trên vỉa hè mà họ hoàn toàn có quyền được sử dụng, chính là cái cách mà chủ quán cóc bên bờ hồ thể hiện với bất kỳ ai dừng lại mà không mua hàng của mình, để khẳng định hơn nữa chủ quyền của mình trên vỉa hè bên bờ hồ Tây. Chủ còn lên giọng thách thức, khiến những người có mặt tại đây chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán mà rời đi. Ra mà gọi công an, chỗ này của bố mày bỏ tiền ra mua đấy. Đến khi nào những quán xá mọc lên không ngừng này mới ý thức được hành động ngang ngược của mình đang ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh đẹp của thành phố, gây mất mỹ quan đô thị và đặc biệt gây bức xúc trong lòng người dân cũng như khách du lịch ghé thăm thủ đô.